6 đứa cháu à, rồi thêm dâu rể nó ra 12, rồi chờ thêm bao nhiêu đứa đứa cháu nữa, chắc cả 20 chứ vậy, 20 cái đầu hơn cái chợ bán cá luôn. Trời ơi, phải tự nhiên cầm lên chi cho nó gớt tầm gâm vậy tư. Rồi ai dám nội nữa? Giao chưa cái thứ hắc. Ủa ai còn giao cho chồng ra? Chồng ơi chưa dám giao nha. Lên coi. Ăn bánh mì ha. Trời ơi ăn là cái chiều luôn nè. Thương dữ vậy trời, nấu một nồi và bá luôn. Bắt ngỏng vô. Rồi sao mẹ không ngồi đi? Còn nước ngọt cho nó đây. Ờ như thế rồi. Bắt ngỏng rồi còn bắt ngỏng anh? Như đủ hồn à. Đủ tiếng đồng rồi. Nói được rồi. Nó đâu dám là. Rồi ăn đi rồi thôi đi thu tiền nha. Thu tiền nha. Tô 50 á. Bây giờ múc nhiêu cũng tô 50 là múc thêm đi. Thu tiền ơi. Ngon à, ngon à. Anh hai thì 70, tại anh khác thôi mà. Chung đây đi. Mày ăn bị ra rồi mà ghìa ghìa ở ngoài mày tập trung coi. Ngon cảm nhận kìa. Một tô là 50. Là cái tô này là 50 nãy xong cái tô này đâu nói là cái tô này một kho. Đây nó có tô không mà. Nó nói cái tô ăn cái tô trả cái tô lại. Có chả ăn mì nè, xịt nước tương vô.